Hello anh em, thì cuối cùng chúng ta đã đến với Doppelganger. Thì mình cũng đã nói qua về Doppelganger vào clip của Triad Joker Clay rồi, thế giờ không nói lại nữa. Nói chung rằng là giới thiệu với các bạn, Doppelganger là một hãng sáp được tách ra từ tóc tay các thứ, là một trong những hãng homebrew Việt đầu tiên sản xuất ra những cái sản phẩm thủ công. Và sản phẩm đầu tiên thì nghe đồn là nước muối tạo kiểu tóc pre-styling dạng xịt đó các bạn. Thì những cái sản phẩm đấy, những cái sản phẩm kiểu như vậy thì vẫn còn đang ở trên thị trường. Tuy nhiên rằng thì không phải ở cho thương hiệu tóc tai các thứ nữa, thì bỏ qua cái vấn đề đấy. Chúng ta sẽ đi vào một thương hiệu tách ra từ đó. Và chúng ta sẽ có một dòng sản phẩm, không hẳn là một dòng sản phẩm, một hãng sản phẩm mà lấy cái gu, lấy cái kiểu từ những cái động cơ xe máy, từ cái niềm yêu thích với động cơ xe máy, với mô tô nói chung, thì giới thiệu với mọi người đó chính là Doppelganger. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm chủ đạo của Doppelganger, đó là Royal Enfield. Đây, thì đây là phiên bản mà mình sẽ giới thiệu sơ qua với các bạn thôi. Đây là phiên bản thủy tinh cũ và nó được sử dụng vào năm 2018, 2019 nếu mình nhớ không nhầm. Thì hình thức nó này, các bạn có thể nhìn qua đó, sáp thì nói chung là sáp cũ thì nó cũng nứt rồi các bạn. Đây, mùi thì vẫn rất là thơm đó. Thì phiên bản 56 gam của nó như này đó. Mình thích cái nhãn này, nhãn này giống như là nhãn của David Hope vậy, cảm giác sần sần rất là dễ chịu đó. Đây các bạn, đây lọ lọ 56 gam này. Hiện tại lọ 56 gam này thì đã cứng lại rồi, tuy nhiên rằng là với mình thì thấy rằng là nó mới nổi lốm đốm chất sáp lên thôi, nhưng mà chất sáp sờ vào hơi cứng lại so ngay ban đầu mình được nhận được, thì mình nghĩ là vẫn dùng được thôi. Đây là với mình, còn các bạn thì không nên dùng nhé. Tất cả khi mà con sáp nó đã có lốm đốm trắng rồi thì nên là bỏ đi hoặc là ngưng sử dụng nó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phiên bản Royal Enfield mà mình được cho mượn ở đây, là phiên bản 56 gram, là phiên bản mới nhất luôn các bạn. Đây, thì thông thường Royal Enfield sẽ có hai phiên bản, một là mùi peppermint, đó là mùi kiểu bạc hà, hai là mùi đào đó. Thì ở đây chúng ta có cả hai phiên bản, nhưng mình sẽ xin phép các bạn là chỉ review một phiên bản thôi. Thì mình sẽ lấy một hộp ra random cho các bạn, mình cũng không rõ là cái hộp nào là đào, hộp nào là peppermint cả, random cho quý vị. Đây chúng ta gì, chúng ta có một hộp bìa như bình thường, dán một cái nhãn từ đằng trước ra đằng sau này. Thì với mình rất thích cái kiểu thiết kế này, nó nhìn trông rất là tối giản, nhìn trông rất là đơn giản. Và mặc dù là chất liệu bìa thì không được tốt lắm, tuy nhiên rằng là với cái thiết kế kiểu như vậy thì nhìn trông rất là sang trọng. Mình nghĩ rằng là nghĩ rằng mình nghĩ rồi nhé, nếu mà là chất liệu bìa dày hơn, cứng cáp hơn, thì cùng với một kiểu thiết kế này sẽ thực sự là rất là bắt mắt, rất cầm nắm rất là thích. Tuy nhiên rằng là hộp bìa này thì không được tốt lắm. Tất nhiên là cái chất này nó cũng bình thường thôi, nhưng mà với mình tiếp xúc với nhiều loại sản phẩm và nhiều loại bìa mình cũng hay để ý, thế nên là chất này thực sự không tốt lắm, nó ở chỉ mức trung bình. Và chúng ta sẽ có những cái thông tin cần ở trước mặt trước, đó chính là gì, tên hãng rất là nhỏ trên này, được thành lập EST từ 2016 đó, tên sản phẩm này, trọng lượng này, rồi đây là chất sản phẩm clay wax high hold low shine. Đó, thì sang bên cạnh cái nhãn nó kéo ra cho bên cạnh chúng ta sẽ có gì, thành phần Facebook và một dòng Brawley Brew in Hà Nội, Hà Nội đó, không có gì đặc biệt cả. Và chúng ta hãy mở hộp thôi. Đó, mở hộp thì chúng ta sẽ có sản phẩm như thế này. Đây là bản 56 gram các bạn, bản 56 gram đó, rất là nhỏ gọn đúng không ạ, bên trong hoàn toàn không có gì. Mình sẽ để cái này xuống. Đây là, có thể đây là mùi đào Japanese peach, mình đại khái mình không biết đọc từ đào nào cho đúng nữa, không biết là này, bộ lọc từ YouTube nó có khóa mõm kênh của mình không nữa, nhưng mà đại khái đây chúng ta sẽ có Royal Enfield, chỉ có duy nhất một cái nhãn chính chuyên như này ở mặt trước, còn mặt sau không có gì các bạn. Đây là một cái nhãn kiểu ghi số lô sản xuất là tháng 7 năm 2020 thì phải đó. Và đây là tên mùi, cái tem, cái băng dính vẫn là cái đề can sần rất đẹp. Mình sờ cái đề can sần này mình rất là thích, mình thích hơn đề can mờ mịn bình thường. Đây Doppelganger, và đây hình ảnh của cỗ máy động cơ của Royal Enfield.
cùng cái với đó tên, tên sản phẩm, tên của cái động cơ đó, tất cả mọi thứ ngoài cái nguyên liệu thành phần ra. Và cái này, cái thiết kế 56 gam này hay một chỗ là anh ý lược bỏ đi cái vấn đề mà hướng dẫn sử dụng. Thật sự ngay cả bao bì bên ngoài không có luôn, thì chúng ta sẽ có một cái hộp kim loại nắp xoay màu đen như này. Cái mùi đào này vẫn thơm như mọi khi các bạn ạ. Tức là anh ý có cái mùi đào này rất đặc trưng khi các bạn ngửi lên một sản phẩm nào đấy mùi đào. Thì các bạn sẽ biết đấy là khả năng cao là Royal Enfield các bạn. Thì đây, chất xác của Royal Enfield đây. Mình sờ vào nó cảm giác là rất clay, rất cứng. Úi, đó, cứng mà còn vụn nữa. Thế nên là vừa mới rơi một cái xuống đất rồi các bạn. Đây, mình sẽ lấy một lượng sản phẩm như này cùng với cái lượng vừa rơi xuống đất. Đâu ta? Đây các bạn, một lượng như này đủ chứ nhỉ? Thì mình sẽ lấy thêm ha. Dùng trên tóc ướt như bình thường luôn. Không, các bạn lại bảo là mình lại dìm hàng hay thiên vị cái gì. Cái chất xác của sản phẩm này rất là bở. Các bạn, mình sẽ lấy thêm lượng như này nữa các bạn. Đó, tổng cộng này. Sản phẩm này có chất xác rất là bở. Bản thân mình nếu mà đánh giá chất sáp như thế này thì chưa thực sự là hoàn hảo. Tuy nhiên rằng là nếu mà hiệu năng sản phẩm tốt thì có thể bỏ qua được mà. Thì mình nghe mọi người nói và mình cũng đã từng thử. Thì nó có một cái cục cái sự mà đối nghịch như thế này. Mọi người thì nói rằng là đây là một sản phẩm hướng khô, nhưng mình thì lại thấy rằng nó là một sản phẩm hướng ẩm. Và mọi người nói rằng là tóc mỏng cũng dùng được, mà tóc dày cũng dùng được, dùng rất là ngon. Nó kiểu trung tính. Thì bản thân mình thấy rằng là gì? Đúng là nó trung tính thật, nhưng mà cái mà mình không đồng quan điểm với tất cả mọi người đấy là con sáp này nó sẽ hoàn toàn hướng ẩm, chứ nó không có một chút khô ấy, kiểu như các bạn hay nói là cân bằng gì cả. Đây các bạn, xoa tay nó sẽ như này, cảm giác là sẽ không hoàn toàn tan hết mà nó hơi trắng trắng. Vuốt lên tóc thì cho mình cảm giác là ăn tóc luôn các bạn, thực sự luôn, ăn tóc luôn. Không cảm thấy độ rít. Tất nhiên rồi, đang ở trên tóc ướt, nhưng mà không giống như những cái con sản phẩm sáp khác. Mình không cảm nhận thấy độ rít ở trên mái tóc mình ngay lúc này. Tuy nhiên rằng là cũng hy vọng rằng là nó sẽ có độ dính, độ rít khi mà đã sử dụng nó ở trên nền tóc khô. Thì mình sẽ có để mic ra ngoài để mà tránh tạp âm nha các bạn.
Thì đấy, mình vừa mới sấy xong lần đầu tiên luôn, từ tóc ướt lên rồi lên tóc khô rồi luôn. Thì cảm giác của mình là bây giờ là gì? Thực sự mà nói ấy, là có độ rít thật các bạn. Có độ rít, tất nhiên ngay từ lần một này đã có độ rít rồi. Thì với bản thân mình không phải fan của một cái loại sáp rít nào đấy, bởi vì tóc mình mỏng thưa ở phần trên thì mình rất là sợ tóc rít. Tuy nhiên rằng là để mà nói chung là nó rít như thế này có ổn không thì mình nghĩ nó là ổn. Nó ổn, tương đối ổn đấy các bạn ạ. Nó sẽ tạo cho các bạn một cái form tóc khá là tốt. Và mình hiện tại cái bản phiên bản này mà mình không cảm thấy sáp quá ẩm như phiên bản trước. Còn chất sáp thì mình nói thật là như mình review lúc nãy, mình cho các bạn xem lúc nãy thì rất là bở các bạn. Rất là bở, khi mà lấy ra từ hộp sáp ra đến tay rất là bở. Nên là mình thì mình không đánh giá cao cái chất sáp như thế này. Và cũng giữ nguyên quan điểm là nếu hiệu năng tốt thì bỏ qua vấn đề chất sáp. Cái đấy nó chỉ là một trong những cái phần nói sao nhỉ, một cái phần kiểu nâng cao, một cái phần mà thêm thắt vào thì nó sẽ hay hơn việc để nó rất là bở. Đó, tự nhiên bí tử. Đây, thì dùng mình đang xoa ra tay như thế này, sẽ dùng thêm lên tóc các bạn. Một cái mẹo cho các bạn đấy là nếu mà cái chất sáp ấy, các bạn thấy là bất cứ cái nào chất sáp nó bở như thế này ấy, thì các bạn không nên là vội vàng dùng hết lòng bàn tay xoa với nhau. Các bạn hãy dùng những cái đầu ngón tay này, các bạn xoa nhẹ, xoa hình tròn này lên lòng bàn tay trước thì nó sẽ tránh cái trường hợp sáp nó rơi lả tả, thì nhìn trông rất là mất mỹ quan. Đó, tất nhiên là mình vẫn giữ nguyên quan điểm, ví dụ như là sáp nào mà hiệu năng ngon, hiệu năng tốt thì chất sáp nó có hơi tệ tệ một tí ok. Và nhất là khi mà cái đấy, cái điều chất sáp nó tệ ấy, nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của da đầu hay là tóc thì ok, tệ nào cũng được. Nhưng mà khi nó ảnh hưởng ấy thì mình cần phải lên án nó, hoặc là tẩy chay, hoặc là tránh nó ra, chứ không nên là cố gắng là bảo vệ nó hay là bao che nó. Thì quay lại vấn đề của Royal Enfield, bản thân mình với Royal Enfield phiên bản mình đang dùng với các bạn đây thì mình có một cảm giác rất là hài lòng. Mình có một cảm giác rất là hài lòng. Hài lòng là sao? Tức là từ mùi hương cho tới hiệu năng, ngay cả khi bản thân mình đang chải lên tóc đây thì đầu tiên mình cũng xin nhắc lại với các bạn rằng là tóc mình dài ra bị out form rồi. Tất nhiên rồi, nhiều có một vài bạn nói là nó giống như kiểu là đặc sản của kênh mình, ok, mình nghĩ đấy là đặc sản của kênh mình thật. Nó sẽ bẹp xuống một chút. Tuy nhiên rằng cái cảm giác, cái trải nghiệm ở trên tóc thì nó sẽ như thế nào, cái này mới là cái phần quan trọng. Trải nghiệm trên tóc của mình thì nó sẽ không quá nặng. Nó là một con clay mà theo mình nó ở cái ngưỡng vừa đủ để mà so nó với những sản phẩm clay khác ở trên thị trường thì nó vẫn có những cái chất riêng, bởi vì thường những cái sản phẩm clay sẽ theo cái hướng khô. Còn đây là một sản phẩm mà các bạn có thể tìm đến cái sự nhám, cái sự ẩm, một chút ẩm nó không quá nhiều ở trong sản phẩm. Tất nhiên rồi, mình vừa nói rằng là nó khô hơn bản trước đấy rồi đúng không ạ? Thì hiện tại khi lên tóc vẫn còn cho cái cảm giác hơi ẩm. Thì cái cảm giác hơi ẩm này với mình, với cái thời tiết của Việt Nam này thì không phải là cái gì đấy quá tệ, mà là ngược lại nó là một cái rất là hay. Mình cũng sẽ nhân vì là có hai cái phiên bản mùi nên là mình sẽ mở hộp cái phiên bản mùi này và thử móc ra một chút xem là có phải là nó khác đi một chút không. Đây, phiên bản mùi peppermint của chúng ta đây.
nó vẫn rơi là tả các bạn ạ, vẫn rơi là tả thôi. Nên là mình nghĩ rằng đây là một cái gọi là, nên gọi là tính năng sản phẩm, các bạn đừng bảo là lỗi, bởi vì nếu mà lỗi thì nó là một cái sản phẩm không dùng được cơ đó, cần phải fix. Còn đây nó giống như kiểu là nếu mà muốn được hiệu năng này thì cái chất sát nó phải thế kia, thì nó là một cái kiểu dạng là tính năng nhiều hơn là một cái lỗi. Ok, nó giống như kiểu một cái con sáp rất nổi tiếng năm 2016 ấy, thì nó không đánh tan hoàn toàn được, mà càng sửa thì nó càng dở. Tất nhiên đến bây giờ nó cũng ổn định dần rồi, thì bản thân mình thấy rằng là bây giờ mình có thể chấp nhận được cái việc là chất sáp hơi có vấn đề một chút, nhưng hiệu năng vẫn sẽ cho là mức ổn là được. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có gì texture với trên tóc mình đã bảo các bạn là tóc mình mặc dù là mỏng thưa nhưng mà cái texture nó rất là ít. Còn độ phồng thì sao, độ phồng độ nặng của sản phẩm thì sao? Độ phồng trên tóc mình hiện giờ thì ở mức ổn, thậm chí là cao. Độ nặng thì ở mức tương đối, không có quá nhẹ nhàng như Quicksand hay Solid hoặc là thậm chí là Luna, nhưng nó cũng so với con clay ví dụ như là Blue Man ngựa vằn hay là Clay Mason thì con này lại nhẹ hơn rất là nhiều. Nó có thể dùng được cho tóc dày hay không thì mình nghĩ và mình thấy có, nhưng khả năng là không cao, bởi vì là cái độ dính này cảm giác ở trên tóc dày là hơi thiếu, thậm chí là rất thiếu, chứ không phải là hơi, và nó sẽ bị hơi thấp một chút đó. Thì những ai tóc dày thích texture, thích nhẹ nhàng, thích mùi đào hoặc là mùi bạc hà, nói chung là mùi cũng khá là ok các bạn, mùi mình không chê gì, mỗi tội là hơi nồng, có thể tỏa là áp đi những cái mùi khác nữa, bao gồm mùi nước hoa. Nhưng mà nếu mà ai đang không có điều kiện để dùng nước hoa và tìm một cái sáp thơm thì đây Royal Enfield là một lựa chọn. Mùi peppermint thì hơi hăng hắc, nó vẫn ra một cái kiểu vai, một cái kiểu gu mùi bạc hà, thì không nói, mùi đào này thực sự rất là cuốn hút, rất là dễ thương, mình dùng cái từ dễ thương, nó ngọt theo kiểu không hẳn là kiểu nữ tính quá đâu, kiểu nữ kiểu trưởng thành đâu, mà là kiểu nhí nhảnh kiểu thế, thế nên là mình dùng cái từ dễ thương. Thì thôi, vậy thì chúng ta chốt lại Royal Enfield với cái tầm giá là dưới 360.000, từ 180 đến 360 thì chúng ta mua được hay không? Thì câu trả lời với mình rằng là có, các bạn nên mua nó. Nó không phải là một cái gì đấy thực sự quá nổi bật, nhưng nó là một cái sản phẩm vừa đủ theo cái kiểu rằng là tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn sản phẩm hơi ẩm một chút và dính một chút thì tôi mua sản phẩm nào. Thì câu trả lời đầu tiên mình có thể nói với các bạn rằng là nếu mà các bạn tìm mua sản phẩm Việt, hãy đến ngay lập tức với sản phẩm Royal Enfield này, nó sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho bạn và không cần phải quá phân vân, bởi vì việc bán Royal Enfield bây giờ cũng dễ tìm mà, đúng không? Đó, thì thôi, hẹn gặp lại các bạn trong clip sắp tới. Mình sẽ review nốt sản phẩm còn lại của Royal Enfield, tất nhiên là phiên bản nói sao nhỉ, phiên bản thị trường thương mại hóa, có những phiên bản đã ngừng sản xuất hay là phiên bản giới hạn. Mình có liên lịch một cái phiên bản giới hạn của Royal Enfield này vào cách 2 ngày nữa. Hẹn gặp lại ở trong những cái series về Doberganger. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn đẹp trai. Nguyên Business ở đây, và nhớ mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và tuân thủ quy định về Covid nha. Bye bye.